Sáng ngày 14 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao từ 0,3 đến 1 mét tại nhiều đoạn quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây tắc đường, giao thông đi lại khó khăn. Theo đó, mưa lớn gây ngập quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường, ngầm nước Oa, thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, từ 0,7 đến 1 mét. Mưa lớn cũng khiến mặt đường xuất hiện ổ gà từ km 103 đến km 141, thuộc các xã Trà Gion, Trà Nam của huyện Nam Trà My, khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tại quốc lộ 14H, nước ngập sâu từ 0,3 đến 1 mét tại cầu Khe Rinh, cầu Bến Đình, ở các xã Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn. Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.